chú bếp tư rất thận trọng về vấn đề giữ vệ sinh. Ông thường nói rằng, khí hậu ở đây chẳng được lành, những người chưa quen với thủy tổ miền nhiệt đới, đến đây mà chẳng biết giữ thân, khó khỏi chết vì nguy hiểm ấy truyền nhiễm phần nhiều do nước bẩn. Bởi vậy nước ăn của ông phải coi giữ như thế nào cho thật sạch. Cái bể nước của ông, ông coi quý gần bằng vợ ông. Mà có lẽ còn quý hơn vợ ông nữa, bởi vì vợ ông ông có thể để người khác bắt tay chứ bể nước mà đứa nào dám nhúng tay bẩn hay cái, xô, so, bẩn vào thì cứ liệu cây thần hồn với ông. Ở nhà chủ, bếp tư thích nhất cái bể nước ăn này. Nó to bằng cả một căn nhà rộng, nước mưa ở trên các mái nhà theo hai cái ống máng mà chốt xuống. Mặt bể bưng kín mít, trừ một máng vuông, mỗi bể chừng một thước, có nắp kín như nắp cống. Những ngày nghỉ vợ chồng ông chủ về Hà Nội, thằng tề con bác bếp vẫn đậy nắp bể cho thật kín rồi trèo lên mặt bể co một chân lên bắt trước lá bố đi bài tàu hoặc nhảy huỳnh huyệt để bắt trước võ tổng sát tàu. Cái mặt bề toàn xi măng cốt sắt, 40 thằng tề nhảy cũng không việc gì. Tề là con một bác tư, mẹ nó chết mới xong tang, bố nó tính hiền lành nên rất yêu con, chẳng như những bồi bếp khác, nay vợ này, mai vợ khác, hoặc nhân tình nhân ngãi với bọn cô đầu, nhà thù. Vợ chết quá ba năm rồi mà nghĩ đến lúc nào bác ta vẫn còn thương có khi đang ngồi bác tự nhiên khóc hô hô hỏi bác thì bác bảo cũng ngày này năm nọ bác xin được phép chủ về quê ra đón vợ ra ở đây luôn với bác thế mà bây giờ vợ bác đã nỡ bỏ bác mà đi cho đành chẳng ngày rằm mùng một nào bác không thắp hương cúng vợ cúng xong bác rơm rớm nước mắt thở dài thở ngắn tề thấy thế cũng thương cha vô cùng chỉ thương xuông cũng không thể gọi là thương cái lối thương để bụng vô ích lắm phải tìm cách tỏ lòng thương ra ngoài mới được, nghĩa là phải kính mến nghe lời, giúp đỡ. Thầy giáo tề bảo thế, cũng vừa mới bảo lúc nãy thôi, khi giảng nghĩa bài luân lý. Bởi vậy, cắp sách về đến nhà trông thấy bố, tề nhớ lại. Và tề có ý nhìn xem bố làm gì, làm gì, bạc từ đang vắt cái bụng lên thành bể, hai chân đeo lủng lẳng ở bên ngoài, phần trên người đang buông thóng xuống ở bên trong. Không có lý bác gội đầu bằng cách ấy. Tề im im đứng đợi, bỗng hai cái chân tụt xuống, bác bếp tư rút đầu ra. Và bác giật mình đánh thót, ấy là bác thoáng trông thấy có người đứng cạnh mà không biết người ấy là Tề. Tề mỉm cười, khẽ hỏi, bác tư ấp úng một lát rồi mới nói ra lời được. À, mày, mày đây à? Bác nhè những cái răng đen lờ lờ ra cười khì khì. Bởi thật thà thì chống ngực bác ta còn đập, bác mới hơi định thần. Tề hối hận vì đã làm cho cha hoảng sợ. Nó nhìn cha, ái ngại. Cha nó bảo, mẹ nó, tao đánh rơi chai, xâm banh, vào trong này rồi. Thì thầy thử thò tay vào mà cửa xem. Có được chó người ta đấy. Đầu ngón tay mới chỉ hơi nhúng nước. Thế làm sao được, vậy mới dày già chứ. Lát nữa không có rượu uống thì bỏ cha. Tề nghĩ ngợi rồi nói nhỏ, hay để con lội vào. Bác Tư lại nhe răng ra, khì khì, có được chó gạch dưới được nhưng ghét mày nó ra bẩn nước thì có mà vất đi không thế hay chứ lì Còn lấy xà phòng tắm rồi rửa chân thật sạch rồi mới vào trong bề thẳng quát này danh thật nó có tài biến báo bác tư nhìn con ra dáng phục nhưng bác vẫn chưa nhất định rằng bác vẫn nghe ra để cười một cái cười do dự đây là một kẻ nhút nhát đang bị người ta xui làm liều nhưng tể đã quyết nó chạy tọt vào nhà để cất sách vở và cởi quần cởi áo một lát sau nó chân chuồng chạy ra con tắm nhé gạch dưới nhưng mà thôi con ạ à, nhỡ bà ấy biết bà ấy là bà chủ tề nhìn lên gác hỏi bà ấy thức hay ngủ ngủ nhưng ngộ bà ấy dậy không sợ thầy lên đóng cái cửa ở đầu cầu thang lại đóng lần ngoài như vậy bà ấy có dậy cũng không xuống được hễ bà ấy gọi thì con ra chạy vào nhà ta đóng cửa lại rồi thầy hãy lên mở cửa cho bà ấy sau mấy phút do dự nữa, bác Tư đành nghe con vậy. Cái mèo của nó được đem ra thi hành, tể tắm rửa xong rồi, bác Tư cẩn thận dội cho con thật sạch. Rồi bác nhấc nó lên, từ từ thả vào trong bể. Thằng bé thấy cái trò ngộ nghĩnh, cười hi hi, nó nghĩ đến cuộc bơi lặn trong cái hồ kín như hang này, khéo nhé. Sâu lắm đấy, được, con bơi giỏi lắm. Thầy cứ buông, tể rơi đánh thóng thì bỗng cửa ngoài lịch kịch rồi có tiếng giày tây cồm cộp đi vào. Chết rồi ông ấy về, bác tư kêu lên, hoảng hồn, bởi vì bác sơ ý, mới nghĩ đến việc ngăn bà chủ mà quên ông chủ. Giờ này tan sở, bác chưa kịp cài then cửa ngoài, bác dục tề, ra đi. Ra đi, nhưng sao kịp, ông ấy đã tiến vào đến sân, bác tư đứng thẳng người lên, bác hóa ra tượng đá, ông chủ nhận thấy, sinh ngờ vực, ông nhìn vào mắt bác, bác thấy chân tay bùn rùn, hơi thở gần bị tắc. Dấp luôn mấy tiếng bà chủ ở trên gác gọi, tư, tư, bà đầm, la pot, la pot, cái cửa, cái cửa, và tay bà đập vào cái cửa kêu thình thịch, bà vừa đập vừa nói một chàng những tiếng gì choe choe. Bác tư không nghe kịp nhưng cũng hiểu thế là bà bắt. Bác, bác cuống quýt nhất là mắt ông chủ vẫn chừng chừng nhìn bác, nghiêm khắc và chế nhạo. Ông hất hàm bác tư cúi đầu bối rối ông đoán ngay là bác đang làm một việc gì vụng trộm ăn cắp đồ chẳng hạn ông nhìn chung quanh bác không có đồ gì cả ông nhìn cái cửa buồng của bác cánh cửa buồng hé mở ông mỉm cười bởi vì ông tưởng đã đoán được cái việc dâu giếm của người bếp hiền lành ấy muốn cuộc gì ông cũng cuộc thế chết thế nào cũng có một con gái trong cái buồng nhỏ kia một cô gái đang luống cuống với những áo quần vắt trên thành giường cái này không phải một tội khi vợ người ta chết đã ba năm và mấy tháng nhưng thấy bác bếp tỏ ra sợ hãi ông muốn đùa một chút ông nói to lên bảo vợ đợi một tí tôi mở cho bà vợ rú luôn ồ vậy ra mình đấy ư ừ tôi đây tôi lên giờ và ông cố chấp nối mấy tiếng thật rõ rệt cho người bếp hiểu moi ablier inet là nét ông vừa nhắc lại tiếng ấy vừa lấy ngón tay trò chung quanh mắt để vẽ hình cái kính biết quẩy sư và chết chơ đi tìm quẩy sư tùy mồm quẩy mà bác tư vẫn không nhúc nhích ông chủ tưởng người bếp của ông không hiểu ông lại nói lại ra hiệu lại rồi lại nói biết thì có gì mà chả biết tiếng tây bác tư đã thảo ông nói thế là muốn bảo ông để quên cái kính ở sở và sai bác đi lấy về hiểu lắm nhưng con thằng tề trong cái bể ông chủ dục a lê ma u mồm nói tay ông nắm vai bác mà đẩy ra phía cửa. Quẩy sư, bác đẩy vội cái nắp bể lại để ông khỏi thấy, rồi chạy đi. Ông nhìn theo mỉm cười, ông định cho bác chạy một tua bờ hơi tai để ông có thì giờ chạy vào buồng bác. Ông sẽ nắm cổ người con gái kéo ra, ông sẽ đeo cái kính của ông vào mắt y, rồi bắt y lên giường ngồi trồm hổm như một pho tượng khỏa thân bằng đá trắng. Để người bếp của ông lúc giờ về trông thấy y mà cười mà chịu rằng ông chủ của bác Ma Lanh, nhưng ông cụt hướng ngay, bởi vì buồng bác Tư trống rỗng, không con gái, không dấu vết một cuộc ái ân vụng trộm, ông vang tục một tiếng rồi chạy lên với vợ. Sao 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 một lúc lâu sau, bác bếp về, nét mặt băn khoăn, bởi vì bác không tìm thấy kính. Đó không phải là lỗi bác, nhưng rất có thể rằng ông chủ gắt, tính ông nóng lắm, chắc hẳn rằng ông sẽ quát ầm nhà lên, bác gión rén lên cầu thang gác ông chủ đang ngồi tụt hẳn người vào trong một cái ghế bảnh to đọc báo mắt ông có kính bác bếp ngạc nhiên rồi lại thêm lo sợ bây giờ thì bác sợ bác đã hiểu nhầm lời ông sai đi tìm cái khác có lẽ ông sai bác đi tìm cái khác thế mới bỏ đời bác chứ ai bảo bác hấp ta hấp tấp không chịu hỏi cho rõ rồi hãy đi bác rụt rè một lúc rồi mới dám đánh liều lên tiếng me sờ ông ngẩng đầu lên hất hàng bác đọc như cái máy Long Thong giết Dana ba nét. Long Thong bảo không có Luy nét. Ấy là một khóe danh của bác. Bác cũng nhanh trí khôn lắm đấy. Long Thong bảo không có Luy nét. Vậy thì Luy nét là cái gì cũng được. Ông muốn gắt thì gắt với thằng Long Thong. Nhưng Luy nét chính là cây kính. Bởi vì ông chủ trỏ tay lên kính mắt hỏi, xa, ca, và ông nhún vai, mỉm cười, thoát nạn, bác bếp từ nhẹ lâm cả người, một tảng đá lớn tưởng đè lên người bác vừa chút đi bác chạy xuống cầu thang bước hai bậc một y như một hòn đá lăn trên sườn núi bác chạy thẳng lại cái bể nhìn trước nhìn sau một thoáng rồi bác mở nắp ra cúi đầu xuống tối om om một mảng nước loang loáng như nước mực bác gọi con tề tề ơi im lặng một nỗi nghi vụt đến tim bác nhảy lên một cái tiếng khàn khàn bác gọi tề ơi ra đây thầy kéo lên chẳng có gì đáp lại những đốm sáng lăn tăn nhảy nhót trong bóng tối. Ấy là bác bếp tư hoa mắt, bởi vì đầu óc bác đã nặng trĩu, quay quay, choáng váng. Người thì buồn rủn, bác ngoài lưng vào trong bể, vừa mếu máo vừa rên rỉ, con ơi. Tề con ơi, đầu ngón tay bác động phải một vật gì trơn nuồn nuột mà không còn động đậy. Bác toan gào thật to, nhưng có tiếng giày tây cồm cộp trên thang gác. Ông chủ xuống, bác tư sực tỉnh, bác rút vội đầu ra khỏi bể bác đậy luôn nắp lại, vừa kịp ông chủ không trông thấy, bác cố thản nhiên đi vào bếp, lau bát đãi để sắp sửa lên bầy bàn. Nhưng nghĩ đến bản ăn, bác lại sinh lo lắng, còn chai sâm banh, đảo đâu ra một chai sâm banh bây giờ, đêm hôm ấy, đợi vợ chồng ông chủ tắt đèn đi ngủ một lúc lâu, bác tư mới rón rén ra sân. Bác mở cái nắp bể thật êm, bác quờ tay vào bể, loay hoay tìm cách vớt con ra. Sáng hôm sau, bác vừa báo cho chủ biết con bác phải cảm chết đêm rồi. Ông chủ giật mình, vì dịch tả phải không? Bẩm ông không, thế vì bệnh gì? Bẩm, bẩm, bác tư ấp úng, ông chủ lại càng sợ hãi, đem chôn ngay đi, bỏ vôi vào, rồi lấy carillon dưới khắp nhà, hiểu không? Bẩm hiểu, được rồi, đi đi, ông xua bác tư như xua đuổi một thằng hùi. mũi ông chun lại, ra khỏi cửa, bác tư nhẹ hẳn người, bác lấy làm may nếu ông chủ xuống xem nếu ông chủ biết rằng thằng bé đã ngâm mấy giờ đồng hồ trong bể nước chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị